những giai điệu bất hủ vang lên bởi chính những hội viên câu lạc bộ Hưu Trí Thái Nguyên. Họ đều là những người lính từng có mặt trên những trận địa ác liệt trong cuộc chiến bảo vệ đất nước. Lời ca hùng tráng theo nhịp bước quân hành, những chàng trai, cô gái ngày ấy lại được sống lại giây phút hào hùng trong ngày vui chiến thắng. Thì chúng tôi biểu diễn trước các bác, các cô, các chú mà đã một thời tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. 56 ngày đêm mà khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn đen nhưng gan không đúng chí không mòn. Thì chúng tôi cũng rất là xúc động, thì cũng là một món quà tri ân các cô, các bác ở đó. Những người anh hùng và những người làm nên những cái chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Câu lạc bộ Hưu Trí Thái Nguyên có 37 cán bộ, hội viên là cán bộ chiến sĩ tham gia kháng chiến chống Pháp. Trong đó có 14 hội viên là chiến sĩ trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ. Có người trưởng thành trong quân đội trở thành sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, có người trở thành cán bộ quản lý, lãnh đạo. Trở về với đời thường, sinh hoạt trong câu lạc bộ Hưu Trí, họ lại tiếp tục tỏa sáng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Gặp gỡ các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến như là tỉnh Thái Nguyên chúng ta cũng đã làm. Câu lạc bộ Hưu Trí Thái Nguyên cũng xuất phát từ đáy lòng, tổ chức chương trình tri ân đối với các chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ chống Pháp trong câu lạc bộ. Có thể nói đây là một cái ý nghĩa hết sức quan trọng để ghi nhớ cái công lao của các chiến sĩ mà các thế hệ phải noi theo và học tập. 70 năm đã trôi qua kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Những cựu chiến sĩ Điện Biên đều đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng những ký ức mà họ để lại vẫn là những mảnh ghép chân thực về lịch sử hào hùng của dân tộc, nhắc nhở thế hệ cháu con phải trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập. Cái lớp bậc ông cha thì tôi thấy rằng là họ hy sinh quá nhiều. Thế bây giờ mình là cái người kế tiếp thì mình phải tức là phát huy, rồi tức là mình phải phấn đấu để mình bù đắp lại cái nguyện vọng của các bậc cha ông.